Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Nữ giáo viên bị tố vào khách sạn với học sinh cấp 3, camera ghi lại chi tiết đáng ngờ. Một người đàn ông Hàn Quốc đã cáo buộc vợ mình làm giáo viên tại một trường trung học nghệ thuật, đưa con trai 2 tuổi của họ đi gặp gỡ một nam sinh cấp 3, đồng thời có những hành vi đi quá giới hạn. Theo News One, người phụ nữ trong câu chuyện đã kết hôn với bạn trai sau 9 năm yêu đương. Tuy nhiên, kể từ mùa hè năm 2023, người chồng bắt đầu nhận thấy vợ mình thường xuyên không về nhà vào ban đêm, dẫn đến nghi ngờ và cuối cùng nhận được thông tin từ bạn bè rằng vợ mình thực sự đã ngoại tình. Do đó, anh quyết định tiết lộ sự việc cho chương trình tin tức JTBC News. Cụ thể, anh cho biết đã phát hiện hóa đơn đặt phòng khách sạn trong đồ đạc của vợ. Sau khi xin phép, anh cũng xem được hình ảnh camera an ninh tại khách sạn, chứng kiến cảnh vợ mình và học sinh nam ngoại tình. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh người vợ đang chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn, trong khi đứa con trai 2 tuổi và học sinh nam đứng bên cạnh. Học sinh nam ban đầu định ôm đứa bé, nhưng lại quay sang ôm chầm lấy người phụ nữ, thể hiện tình cảm thân mật như một cặp đôi. Trong nhà hàng của khách sạn, cô đứng dậy từ ghế và hôn lên trán học sinh nam một cách ngọt ngào. Ngoài ra, người chồng cũng phát hiện hình ảnh từ camera khác của khách sạn cho thấy vợ anh và học sinh nam cùng vào phòng. Nam sinh đó thậm chí còn bế con trai của anh. Trong cuộc điện thoại với vợ, người chồng đã tức giận đặt câu hỏi, "Em dám nói em không ngoại tình à?" Vợ anh đã phản bác, "Tất cả chỉ là hiểu lầm, em có gặp cậu ấy nhưng không phải là quan hệ như anh nghĩ, em không làm gì có lỗi với anh cả." Người chồng tiếp tục hỏi liệu họ có ngủ chung một phòng không. Đối phương không thừa nhận, nhưng khi người chồng chỉ ra hình ảnh từ camera, cô lại một lần nữa phản biện, khẳng định cô không làm gì quá giới hạn. Học sinh nam thừa nhận rằng cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp bên cạnh và cô đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc định hướng tương lai. Vào ngày tham gia kỳ thi đại học, nam sinh đã đùa rằng nếu được cô hôn thì cậu sẽ đạt được điểm cao, vì thế cô giáo muốn cổ vũ cho cậu bằng một nụ hôn. Người chồng tiết lộ rằng, ban đầu anh có ý định tha thứ cho vợ sau khi cô thừa nhận sai lầm và xin lỗi. Nhưng sau khi cả hai gia đình đều biết đến hành vi sai trái của vợ mình, cô lại phủ nhận việc ngoại tình. Anh đã tức giận thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa con rời đi. Trong lúc dọn đồ, anh tìm thấy bộ quần áo lạ của vợ, trên đó còn dính vật thể lạ. Anh lấy mẫu gửi đi xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy trên bộ quần áo có DNA của vợ anh và một người đàn ông lạ. Với những bằng chứng này, người chồng đã đến cảnh sát trình báo, cáo buộc vợ mình phạm tội, lạm dụng tình dục khi quan hệ với học sinh nam, đồng thời cáo buộc cô về tội lạm dụng trẻ em khi quan hệ tình dục trước mặt con trai 2 tuổi của họ. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận trình báo và tìm hiểu, cảnh sát đã bác bỏ cáo buộc vì cho rằng người chồng thiếu bằng chứng, khiến câu chuyện của cặp vợ chồng đến thời điểm này đang đi vào ngõ cụt.